Sinea, từ giờ bố sẽ nghe lời con thật ngoan. Bố xin lỗi vì đã cứng đầu và không nghe lời con lúc còn ở bệnh viện. Không đâu bố à. Bố là người vất vả nhất lúc ông đang ở bệnh viện mà. Sinea, thật vậy sao? Tất nhiên rồi. Anh là người đã cố hết sức ở bên cạnh bác ấy và là người vất vả nhất luôn mà. Bố là giỏi nhất đấy ạ. Bố biết rồi. Vậy thì để kỷ niệm mừng bố trở về, tôi sẽ hát một bài nhé. Hát sao? Sao đột nhiên lại muốn hát thế? Ujin à? Hát nhé. Bắt đầu nào. Hi hi ho ho hi pa ra. 어젯밤에도 불었네 휘파람 휘파람 벌써 몇 달째 불었네 휘파람 휘파람 복순이네 집 앞을 지날 때 이 가슴 설레요 나도 모르게 안타까이 Con nhỏ không biết xấu hổ đó đang cướp lấy vị trí của người khác. Nó nhất định biết được Mi Phong và U Sung của mình đang ở đâu. Đê Hôn à, bố chắc chắn sẽ tìm được vợ và con gái của con, Mi Phong và cả cháu trai U Sung của con nữa. Bố hứa đấy. Thư ký cha, vâng, hãy nhanh chóng hủy bỏ việc đăng ký hộ khẩu cho Park Shin-hye vào gia đình ta đi. Hủy sao? Phải. Và cậu tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện này. Nếu như Park Shin-hye hay Ma Chung Ja cứ gọi cho cậu, thì chỉ cần nói rằng vẫn đang được tiến hành. Hiểu rồi chứ? Vâng, tôi hiểu, thưa chủ tịch. Thời gian qua, cậu đã điều tra về quỹ đen của Park Shin-hye rồi chứ? Vâng, mọi thứ sẽ được điều tra xong trong hôm nay thôi ạ. Vậy sao? Vâng, chủ tịch. Cậu vất vả rồi. Vậy thì cậu hãy cố gắng để tìm hiểu được mọi thứ đi. Không được để sót một đồng nào đấy. Và nhất định phải tìm cách để lấy lại tiền cho công ty. Chủ tịch đừng lo lắng ạ. Park Shin-hye, ta sẽ đuổi cô đi với hai bàn tay trắng. Đây là những tài liệu với giám đốc Park Shin-hye đã tiến hành thay quyền chủ tịch trong thời gian ngài vắng mặt. Thông báo sa thải. Sa thải luật sư Lee Sang-go sao? Còn nhỏ xấu xa này. Xin lỗi. Xin bà hãy nhận lấy cái này đi. Ôi trời ơi. Ôi trời ạ.
Ôi giấc mơ kiểu gì vậy chứ? Là giấc mơ có tiền chăng? Thật là kỳ lạ mà. Mơ gì mà kỳ lạ như vậy chứ? Có chuyện gì thế ạ? Chắc dạo này mẹ hay bồn chồn ấy mà. Mẹ vừa chợp mắt một lát mà đã mơ thấy... được ôm một quả bí ngô bằng vàng khổng lồ thế này trong lòng đấy. Thật vậy sao? Nhưng mà cái bí ngô đó chói sáng đến mức lóa hết cả mắt ta luôn mà. Ta đang rất chi là cảm thấy vui mừng, nhưng rồi lại tỉnh giấc. Rốt cuộc nó là giấc mơ gì nhỉ? Mẹ à, chắc nhà mình sắp có chuyện tốt xảy đến rồi đấy ạ. Ta cũng đoán là vậy. Nó cũng hơi giống như là một mộng thai vậy. Giang Cô à, con đi sao? Vâng. Công ty chỗ tiền bối của con bảo là nhờ đến đó giúp một chút. Công ty của tiền bối sao? Vâng, luật sư Lý Giang Cô đây. Sao cơ? Chủ tịch sao? Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Cảm ơn ạ. Chuyện gì vậy hả con? Chủ tịch Winner gọi tìm con à? Chủ tịch phục chức cho con rồi. Ôi trời ơi, thật sao? Trời đất ơi, thật là biết ơn quá. Trước mắt họ muốn con đến công ty, nên khi nào về con sẽ nói chi tiết sau. Được rồi, đi đi con, đi đi. Ôi trời ơi. Mẹ ơi, quả bí ngô đó chắc chắn là giấc mơ báo chuyện Giang Cô nhà mình được phục chức đấy à? Đúng rồi đấy. Ôi mẹ ơi. Ôi trời. Còn sao thế, thấy không khỏe à? Vâng ạ. Cà phê này có vị như thuốc bắc ấy. Với con, con có thấy buồn nôn thế nào đâu? Gì đây? Giấc mơ bí ngô là mộng thai sao? Mộng thai à? Là mộng thai ấy ạ? Nghe nói chủ tịch đã phục chức cho tôi. Có phải ngài đã biết lý do vì sao giám đốc Park Shin-hye sa thải tôi không ạ? Ta biết hết mọi chuyện rồi. Vậy thì cháu xin phép được nói chuyện thẳng thắn ạ. Dù có được phục chức, thì cháu vẫn sẽ tiếp tục điều tra về vụ việc dò dỉ mẫu thiết kế của cô Kim Mi-pong. Nếu như ngài không cho phép, thì cháu xin từ chối quay lại ạ. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Ta hứa với cậu đấy. Lý do mà ta phục chức cho cậu, luật sư Lee Jang-ho, chính là vì ta muốn cậu hãy điều tra thật kỹ lưỡng về vụ việc đó. Vâng. Cháu hiểu rồi. Chắc chắn là có người đã đứng sau chuyện này. Cậu phải chắc chắn tìm ra bằng chứng đó. Vâng. Cháu nhất định sẽ tìm ra sự thật. Được rồi. Ta nhờ cậu đấy. Và khi nào cậu liên lạc được với Mi-pong, hãy báo cho ta biết ngay. Vâng, cháu hiểu ạ. Phải theo dõi sát sao hành động của Park Shin-hye và theo dõi cô ta. Chắc chắn cô ta biết Mi-pong của ta đang ở đâu. Phải theo dõi thật kín đáo, không thể để cô ta phát hiện ra. Này đằng kia. Vâng, có chuyện gì vậy? Không phải mẹ mà là con gái cơ. Tôi sao? Ừ, cô con gái, ra ngoài này đi. Tại sao vậy? Cậu muốn gọi Mi-pong của tôi làm gì? Nếu có chuyện cần nói với con bé thì nói đi. Tôi chẳng thèm bắt ăn thịt cô ta đâu. Đừng có lo thái quá. Ra đây xem nào. Không sao đâu. Hôm nay có nhiều khách cho nên rất bận. Cô hãy ra ngoài đó phục vụ đi. Phục vụ sao? Không được giám đốc. Không phải chúng tôi đến đây để làm việc trong bếp thôi sao? Mi-pong nhà tôi chưa từng làm việc đó nên không thể đâu. Có ai mà biết làm ngay từ đầu chứ? Đều phải học hỏi cả thôi. Với lại trong thời gian bận rộn thì phải làm những công việc khác nhau chứ. Đi theo tôi nào. Ông chủ à, không sao đâu, không sao mà. Làm việc trong bếp là thoải mái nhiều lắm rồi. Ông chủ à, còn có tiền tip nữa đấy.
Bà thật không biết gì cả. Người mới đấy nhỉ? Chồng thì đúng kiểu tôi thích rồi. Đến đây ngồi cạnh anh đi. Tôi làm gì chứ? Anh này. Chúc quý khách vui vẻ. Em mới đến mà định đi đâu chứ? Em là học sinh sao? Em bao nhiêu tuổi rồi? Sao lại cứ vờ ngây thơ thế? Đừng như vậy mà, rót rượu cho anh đi. Tôi không biết làm mấy việc này đâu. Tôi đi đây. Cứ rót cho anh một ly đi mà. Thả tôi ra. Ôi chết tiệt, đúng là con nhỏ suối quẩy. Mày nghĩ mày là ai chứ hả? Mày là cái thá gì chứ? Này, cái thằng khốn rác rưởi, mày không có em gái à? Hả? Bỏ ra. Này, quản lý. Ra khỏi đây đi. Có chuyện quái quỷ gì thế hả? Chúng tôi xin lỗi. Thật sự xin lỗi anh mà. Vào trong đi. Đúng là chọc điên người khác mà. Sao mày không thể làm như mấy đứa khác được chứ hả? Rót cho khách một ly rượu thì sao? Cổ tay mày sẽ bị gãy hay sao vậy? Chắc tao phải cho mày một trận thôi. Chúng tôi chỉ đồng ý làm trong bếp thôi cơ mà. Làm việc trong nhà bếp hay ở ngoài đó như nhau cả thôi. Sao cứ tranh cãi với tôi chuyện đó chứ? Này, cô mà còn gây sự với khách lần nào nữa thì tôi sẽ không để yên cho đâu đấy. Hiểu rồi chứ? Bực mình mà. U Sung à, không sao đâu. Không sao cả mà. Mi Phong à, mẹ nghĩ chúng ta đến nhầm chỗ rồi. Họ bắt con làm những việc thế này nữa, mẹ có chết thì chết chứ không thể nhìn con làm việc đó được. Mẹ ơi. Mi Phong à, chúng ta hãy trốn khỏi đây đi. Gì ạ? Hãy cùng bỏ trốn và trốn đi con. Hãy đến một nơi mà không ai biết đến, cũng không ai tìm thấy chúng ta và sống thôi. Mẹ ơi, mau ra đi, mau lên. Này, mấy con quỷ cái đó, bắt lấy chúng. Thả tôi ra, mẹ ơi. Mẹ ơi, ôi cái con quỷ này. Mẹ ơi. Chú ơi, chúng tôi xin lỗi mà, chúng tôi sẽ không làm thế nữa đâu. Làm ơn tha cho mẹ tôi đi. Đứng lên xem nào. Chú ơi, tôi xin lỗi mà, tha cho bà ấy đi. Đứng lên xem nào. Không được, làm ơn đi. Mẹ ơi. Chúng tôi sai rồi. Này, chúng tôi sai rồi. Tôi đã nói gì hả? Đã bảo là sẽ không để yên nếu các người bỏ trốn rồi cơ mà. Cứ thử bỏ trốn lần nữa đi rồi biết nhé. Tôi sẽ bán cả đám người ra đảo luôn đấy. Hiểu rồi chứ? Cái con này. Này, lôi chúng vào đi. Mẹ ơi, đứng lên. Vào mau. Chuyện gì? Bọn họ bị bắt khi đang cố bỏ trốn sao? Các anh phải giám sát cho cẩn thận vào chứ. Phải đảm bảo là họ không bỏ trốn được. Phải chắc chắn họ không thể đến gần Seoul. Hiểu rồi chứ? Ôi chán quá đi mất. Mình có nên đi gặp mấy bà bạn để ăn trưa không nhỉ?
Ôi trời, là Gyeong Siêu mà. Cô ta làm gì ở đây chứ? Cô Ma, cho tôi ít nước trái cây đi. Anh vào bếp bảo thím ấy lấy cho đi. Tôi có bạn đến tìm rồi. Ôi trời ơi, chắc mình điên rồi, mất trí rồi. Thím ơi, ôi cô làm gì vậy? Sao lại nắm tay tôi chứ? Bạn tôi đang đến mà, cô ấy sắp vào rồi. Anh mau vào trong phòng trốn đi. Mắc gì bạn cô đến mà tôi phải vào trong phòng trốn chứ? Thì bạn tôi sẽ bị sốc nếu nhìn thấy đàn ông đấy. Nên anh hãy vào phòng đi. Vào phòng đi mà. Tôi phải uống nước ép cơ. Tôi sẽ bảo thím ấy lấy cho anh. Làm ơn vào trong đi. Trung gia à, tôi đến rồi đây. Biết rồi, đừng đẩy tôi mà. Gyeong Siêu à, vào phòng đi. Cậu đang làm gì ở đó thế? À, chuyện là tôi bảo lấy nước hoa quả cho tôi cơ mà. Thím à, lấy nước hoa quả mang vào phòng cho anh ta đi. Nhanh lên. Này Gyeong Siêu, vào trong đi. Thím ơi, cho tôi nước ép. Ngồi đi. Ôi trời ơi, cậu bị sao thế? Không có gì. Chỉ là tôi chán ngấy anh ta thôi. Người đó là con trai của chủ tịch Kim sao? Cậu nhìn thấy mặt anh ta rồi à? Không rõ lắm vì cậu đã đẩy ông ta vào phòng cơ mà. Nhưng nhìn ông ta trẻ và bình thường hơn tôi nghĩ đấy. Bình thường cái gì chứ? Anh ta có cơ thể của người lớn nhưng trí óc của trẻ con đấy. Chắc là cậu khổ lắm đúng không? Đừng nói đến nữa. Sao cậu lại đến nhà tôi? Cái này là cái gì đây? Trung gia, cảm ơn cậu đã giúp phục chức cho con trai tôi nhé. Đây là dương xỉ dê du và mật ong rừng đấy. Gì? Phục chức ư? Ý cậu là sao? Con trai tôi đã làm việc lại ở tập đoàn Winner rồi. Tôi cứ tưởng cậu đã nói chuyện này với chủ tịch Kim chứ. Không có, tôi không có nói gì hết mà. Ôi, cậu ta phục chức thế nào? Tôi cũng không biết. Mấy ngày trước chủ tịch Kim đã đến trước cửa nhà tôi. Bác họ đến nhà cậu sao? Ừ. Nhưng khi đó ông ấy đang tìm Mi Pong và hỏi con trai tôi có số điện thoại của cô ta không. Nên tôi nghĩ là cô ta lại gây chuyện nữa rồi. Bác họ hỏi số điện thoại của Mi Pong sao? Ừ. Sao cậu lại ngạc nhiên thế? Không có, ngạc nhiên gì đâu. Tôi có hơi bối rối khi ông ấy đến nhà cậu thôi. Nhưng mà tôi rất biết ơn ông ấy vì đã phục chức cho con trai tôi. Gyeong Siêu, tôi đang chuẩn bị đi ra ngoài đây. Vậy à, cậu chuẩn bị đi đi, chúng ta cùng đi nào. Sao? Ông đang tìm Mi Pong sao? Ừ, mấy ngày trước ông ấy đã gặp Lee Sang-ho và hỏi số của Mi Pong đấy. Nếu ông ấy tìm Mi Pong vì phát hiện ra con là kẻ giả mạo thì sao? Không đời nào. Nếu như vậy thì với tính cách của ông ấy thì sẽ để cho con yên sao? Cũng đúng đấy. Nhưng mà xin em à, dạo này mẹ hay mơ thấy ác mộng và mẹ lo lắng đến nỗi không thể sống nổi đấy. Thay vì cứ giữ Mi Pong ở ngoại ô, con không thể gửi cô ta đến một đất nước xa xôi để chúng ta không thể nhìn thấy cô ta sao? Sao ông lại tìm Mi Pong chứ? Thì thế. Kỳ lạ lắm. Mẹ đang có linh cảm xấu đấy. Chào anh, tôi gọi đến để báo cáo cô Park Shin-hye đang rời khỏi Seoul và đang đến vùng ngoại ô. Cô ta đang đi đâu? Tôi nghĩ là Đông Đức Cheon. Đông Đức Cheon ư? Cô Mi Pong? Mi Pong à? Cô à, chuyện gì thế? Ờ,
Cô à? Mặt cô... Shin-e à? Nếu cô đang chịu khổ vì phải vay nặng lãi thì phải đến gặp cháu chứ ạ? Cháu có thể giúp cô mà. Chúng ta không biết mình lại thành ra thế này. Cháu không biết cô ở đây. Cháu đã tìm kiếm cô khắp nơi. Sao thế? Có chuyện gì sao? Cháu đã tìm thấy bố của Mi Pong rồi. Thật chứ? Chị đã tìm thấy bố tôi sao? Bố của Mi Pong đang ở đâu? Mới vài ngày trước ông ấy còn ở Hàn Quốc, nhưng bây giờ ông ấy đã đi Trung Quốc tìm người nhà rồi. Vì bị súng bắn trong lúc trốn thoát khỏi Bắc Hàn, nên trí nhớ của ông ấy không ổn định. Một người quen của cháu đã gặp ông ấy ở Trung Quốc, cô hãy mau đi gặp ông ấy đi. Thật sao? Vâng. Nhưng chúng ta làm sao đây? Tình hình của chúng ta không tốt cho lắm. Shin-e à, cháu có thể giúp chúng ta không? Cô à, cô yên lặng nghe cháu nói nhé. Cháu sẽ tìm tàu lậu. Cô sẽ không thể lên máy bay vì bọn cho vay nặng lãi cho nên cô phải đi tàu. Cháu sẽ làm những gì có thể để giúp cô trốn thoát đến Trung Quốc, nên hãy chờ thêm một thời gian đi. Ừ, cảm ơn Shin-e, cảm ơn cháu. Không có gì ạ. Cháu phải đền đáp lại lòng tốt của cô chứ. Cô à, cô hãy đợi thêm một thời gian nhé. Được rồi. Sao cậu ta không liên lạc với chúng ta? Nhưng sao Shin-e lại đến nightclub đó chứ? Ai ở đó vậy? Giám đốc Kim đang theo dấu Shin-e cho nên anh ấy sẽ sớm liên lạc thôi ạ. Có thể bọn họ ở đó đấy. Có thể ở đó. Này, nếu như Mi Pong ở đó giống như Dae-hoon thì sao? Chúng ta đến đó trước đi. Vâng. Bác à, sao thế? Đây là... Mi Pong ở đó kìa. Đến đó ngay đi. Vâng. Chuẩn bị xe đi, chúng tôi đi ngay đây. Nói vệ sĩ đi theo luôn nhé. Mẹ à, Shin-e, sao chị ta đột nhiên lại muốn giúp chúng ta tìm bố? Khi chúng ta nhờ chị ta tìm bố, chị ta đã từ chối cơ mà. Rồi đột nhiên lúc đầu chị ta bảo chúng ta đi Mỹ, còn bây giờ lại bảo chúng ta đi Trung Quốc. Con cảm thấy có gì đó không đúng. Còn nữa, sao chị ta lại biết chúng ta ở đây? Chúng ta không có điện thoại và đột ngột là bị bọn cho vay nặng lãi kéo đến đây. Mẹ à, con nghĩ là có chuyện gì đó kỳ lạ lắm. Cháu cũng nghĩ cô đó kỳ lạ lắm đấy. Khi cháu ở nhà chị Uzin về, cô đó đến nhà tìm cháu, rồi nói cháu sẽ đi tù vì tội ăn cắp chiếc nhẫn. Cháu không ăn cắp chiếc nhẫn, chị Uzin đã đưa cho cháu mà. Usung à, cháu nói gì thế? Đúng rồi. Cháu không được nói chuyện này. Họ nói cháu không được nói chuyện này. Usung à, cháu nói đi. Cháu có thể nói với bà mà. Trong phòng của ông chị Uzin có một chiếc nhẫn giống hệt như chiếc nhẫn của bà đeo. Thế nên chị Uzin đã đưa cho cháu một chiếc để chúng cháu chơi trò vợ chồng. Rồi sao? Chiếc nhẫn đó thế nào? Cháu làm mất rồi. Cháu làm mất rồi à? Cháu nghĩ cháu để chiếc nhẫn trong túi quần.
hoặc có lẽ là không. Dù sao thì cháu cũng làm mất rồi. Nhưng cô đó và một bà cô già hơn đã đến nhà mình và nói, nếu cháu kể với bà và cô chuyện này thì cảnh sát sẽ đưa cháu vào tù. U-sung à, cháu đang nói thật đấy chứ? Vâng. U-sung à, trong phòng ông ấy có một chiếc nhẫn giống của bà, có phải không? Vâng. Mẹ, có khi nào người lần trước đã đánh mẹ ngất xỉu rồi ăn cắp chiếc nhẫn chính là Sin-e không? Chiếc nhẫn đó là của ông và bà, sao có thể tồn tại chiếc nhẫn tương tự chứ? Đúng thế, đúng thế. Mẹ cũng thấy rất kỳ lạ. Hôm đó rõ ràng mẹ có đeo nhẫn. Rất kỳ lạ là mẹ đã làm mất ở công viên. Nhưng đột nhiên mẹ lại tìm thấy ở dưới tủ quần áo. Con nghĩ Sin-e đứng sau chuyện này rồi. Sao cô ta lại làm thế? Chẳng lẽ... Chủ tịch Kim là ông của con? Cheon. Tên của chủ tịch Kim là Kim Deok Cheon. Con nghĩ cô gái cùng với người phụ nữ lớn tuổi hơn mà ông già đó nói là Sin-e đấy ạ. Mẹ à, nếu có đi Trung Quốc thì chúng ta hãy xác nhận chiếc nhẫn của chủ tịch Kim trước đã. Ừ, chúng ta đi thôi. Vâng, chúng ta phải xác nhận cho được, Mi Pong à. Anh Hê Đông. Anh Hê Đông, anh đang ở đâu vậy? À, ở trước trường sao? Hôm nay là sinh nhật của Ujin. Chúng ta cùng nhau đi ăn món pasta mà con bé thích có được không? Cùng với bố em sao? Vâng, em sẽ cùng với bố đến ngay đây ạ. Vâng. Bố trông con thế nào? Con đẹp không? Đẹp. Cảm ơn bố. Hôm nay bố cũng đẹp trai lắm đấy. Vậy sao? Vâng. Thật chứ? Thật mà. Bố à? Cho con xin lỗi chuyện trước đây nhé. Từ giờ con sẽ đối tốt với bố. Con cũng sẽ không nổi giận nữa đâu. Con nói thật chứ? Thật mà. Được rồi. Từ giờ chúng ta sẽ không cãi nhau và sống hòa thuận nhé. Hứa nào? Hứa. Sin-e, mau đi nào. Con rể và Ujin đã đến đó rồi đấy. Vâng, đi nào.
Mẹ ơi, ông, ở đây này. Ujin, con rể à. White House Nightclub. Đại ca, mấy người ở nhà kho đã trốn rồi. Này, tỉnh dậy đi. Này, chạy đi. Usung, mau đuổi theo. Usung, đứng lại đó. Đứng lại đó. Mẹ. Này, kéo bọn chúng ra đi. Không, chúng tôi cần lên Seoul để xác nhận một chuyện quan trọng. Xin hãy thả chúng tôi đi mà. Chú à, nhất định sẽ trả tiền cho chú mà. Xin hãy tha cho chúng tôi đi. Chúng tôi cần tìm ông và bố của tôi cầu xin đấy. Nói vớ vẩn đủ rồi. Chú ơi, lại đây. Chú ơi, lại đây nào. Xin hãy giúp chúng tôi một lần đi. Hãy giúp chúng tôi một lần đi mà. Này, này, này. Thả ra, đồ khốn. Đứng yên nào. Thả ra. Mi Pong à? Ông. Mi Pong. Là ông phải không ạ? Ông. Mi Pong à? Usung à? Mi Pong à? Ta là ông của cháu đây. Ông ơi, Mi Pong à, ta là ông của cháu đây. Ta là ông của cháu. Ông ơi. Ta là ông của cháu đây. Ông ơi. Cháu là cháu gái của ta. Cháu là cháu gái của ta.